Những ngày qua, người dân thành phố Hồ Chí Minh đổ xô đi mua bảo hiểm xe máy để tránh bị cảnh sát giao thông xử phạt trong đợt tổng kiểm soát phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. Nắm bắt được nhu cầu này, rất nhiều điểm bảo hiểm xe máy bán với giá rẻ cũng mọc lên như nấm sau mưa. Theo đó, dọc các tuyến đường lớn, xa lộ ở thành phố Hồ Chí Minh, cứ đi khoảng 100m là có một điểm báo bán bảo hiểm bên vỉa hè. Đáng chú ý là bảo hiểm này chỉ có giá 10.000 đồng, với lời quảng cáo của người bán là siêu rẻ lại an toàn, cam kết không bị cảnh sát giao thông hỏi thăm. Qua quan sát, điểm bán bảo hiểm này để biển quảng cáo với dòng chữ bảo hiểm xe máy và 10.000 đồng rất to, còn chữ bảo hiểm tự nguyện khá nhỏ để gây chú ý cho người đi đường. Thậm chí có điểm bán còn khuyến mại giảm giá 20% cho bảo hiểm xe máy. Người bán cho biết, từ ngày 15 tháng 5, Cảnh sát giao thông tổng sao quân kiểm tra phương tiện bất kỳ không cần lỗi. Đến nay thì số lượng bán bảo hiểm tăng đột biến. Theo người bán bảo hiểm trên đường xa lộ Hà Nội, quận Thủ Đức, nếu như trước đó chỉ bán được khoảng 10 đến 20 bảo hiểm cho một ngày, thì nay tăng lên từ 200 đến 250 bảo hiểm cho một ngày. Chính vì nhu cầu tăng cao như vậy, nên ngày càng nhiều người ra đường đứng bán bảo hiểm xe máy. Cũng từ lời chia sẻ của người bán, hầu hết khách hàng mua bảo hiểm đều chưa hiểu rõ những loại bảo hiểm nào là bắt buộc để không bị cảnh sát giao thông xử phạt khi kiểm tra. Thậm chí có khách hàng mua bảo hiểm không cần hỏi rõ, không cần đọc kỹ, chỉ cần ký rồi vội lên xe đi vì mặc định đã mua được bảo hiểm xe máy. Tuy nhiên, theo tìm hiểu, bảo hiểm xe máy giá rẻ bèo chỉ 10.000 đồng bán đầy đường ở thành phố hồ chí minh chỉ là bảo hiểm dành cho người, không liên quan gì đến xe máy. Vì vậy, rất nhiều người đã làm tưởng và nguy cơ tiền mất tật mang rất cao khi bị cảnh sát giao thông dừng phương tiện kiểm tra Cho đó người dân cần chú ý cảnh giác với những loại bảo hiểm trá hình này không nên ham rẻ rồi sau đó hối hận để đảm bảo mua đúng loại bảo hiểm người dân cần nắm rõ bảo hiểm xe máy có hai loại gồm bảo hiểm bắt buộc và bảo hiểm tự nguyện bảo hiểm bắt buộc có tên chính xác là giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới còn bảo hiểm tự nguyện gọi đầy đủ là giấy chứng nhận bảo hiểm tự nguyện Mức phí bảo hiểm bắt buộc hiện nay được niêm yết là 55.000 đồng cho xe gắn máy từ 50 phân khối trở xuống, 60.000 đồng cho xe máy từ 50 phân khối trở lên. Phí bảo hiểm chưa bao gồm 10% thuế giá trị gia tăng, còn phí bảo hiểm xe máy bắt buộc là 66.000 đồng một năm và không được khuyến mại dưới mọi hình thức. Mong rằng qua những thông tin vừa rồi thì người dân có thể nắm bắt thêm được thông tin liên quan đến bảo hiểm xe máy để tránh tiền mất tật mang.